Em chào tất cả các bác ạ. Em là Hải Lang Thang. Ngày mới thì em chúc tất cả các bác luôn là mạnh khỏe, vui vẻ và thật là nhiều tiền các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với tất cả các bác một vấn đề, đó là đăng kiểm xe ô tô cần những giấy tờ gì, thủ tục gì các bác nhé. Và một vấn đề tiếp em muốn chia sẻ với các bác, đó là đăng kiểm xe ô tô từ xe gia đình sang xe kinh doanh thì phải làm thế nào, và ngược lại từ xe kinh doanh sang xe gia đình thì cần phải làm những gì các bác nhé. Và điều quan trọng tiếp theo đó là khi đi đăng kiểm thì cần lưu ý những gì để chúng ta đăng kiểm thành công 100% các bác nhé. Thì bây giờ em xin phép được chia sẻ với các bác, đi đăng kiểm thì đầu tiên chúng ta phải làm những việc gì các bác nhé. Trước khi đến với thủ tục giấy tờ để đi đăng kiểm thì điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là cái việc đầu tiên trước khi đăng kiểm thì chúng ta phải vào Google, chúng ta phải gõ Google tìm kiếm xem xe của chúng ta có bị phạt nguội hay không các bác nhé. Thì các bác lên Google các bác chỉ gõ là kiểm tra phạt nguội của tỉnh, bác ở tỉnh nào thì bác ghi là kiểm tra phạt nguội của tỉnh đấy. Ví dụ em Hà Nội, kiểm tra phạt nguội tại Hà Nội, kiểm tra phạt nguội tại Nam Định, kiểm tra phạt nguội tại Sapa, tại Yên Bái. Thì lúc này các bác vào kiểm tra xem, xong gõ vào sở giao thông, các bác tìm đến cái mục thông tin là sở giao thông vận tải của tỉnh của mình, rồi gõ biển số xe của mình vào, rồi làm theo những gì mà họ hướng dẫn. Tại sao em phải bảo bác, em sẽ phải bảo các bác làm cái việc này trước, tại vì là các bác phải giải quyết vấn đề giao thông trước. Nếu không may các bác bị lỡ bị phạt nguội vượt đèn đỏ hay là đi vào đường cấm gì đấy thì các bác phải làm cái nhiệm vụ này với quan giao thông trước, đó là phải nộp phạt trước. Chứ nếu các bác mà không làm nhiệm vụ này khi các bác đi đăng kiểm thì bác sẽ xảy ra một vấn đề rất là buồn cười, có nghĩa rằng là khi đi đăng kiểm đầu tiên bác phải nộp tiền trước này, nộp tiền trước rồi đăng kiểm xe cộ rồi, nhưng cái thao tác cuối cùng là người ta sẽ kiểm tra là xe bác bị phạt nguội hay không. Nếu xe bác bị phạt nguội thì bác lại lúc thời điểm đấy bác phải đi giải quyết vấn đề phạt nguội của mình luôn. Vấn đề này khi đi giải quyết vấn đề phạt nguội thì bác đã bị mất tiền đăng kiểm rồi, xe gia đình là 340.000, xe dịch vụ cũng mất 340.000. Nhưng đầu tiên mất 340.000 trước, sau đó là đi giải quyết phạt nguội. Nếu trong ngày đấy, trong ngày hôm đấy bác giải quyết phạt nguội xong bác đến đăng kiểm lại chỗ bác vừa đi đăng kiểm thì ok không sao, nhưng bác để đến ngày hôm sau bác mới lại vào đăng kiểm lại thì coi như ngày hôm đấy bác mất thời gian, và quan trọng nữa là bác đã mất tiền 340.000 rồi. Đấy là những điều em lưu ý. Một lưu ý tiếp theo, trước khi đăng kiểm thì bác phải kiểm tra xe của mình kỹ thuật cho nó tốt, đặc biệt là vấn đề là phanh có bị e không, có bị bó phanh hay không. Hai nữa là vấn đề về đèn đóm có ok hay không. Một điều quan trọng tiếp tục là khi chúng ta trước khi đăng kiểm ấy thì các bác nên rửa xe cho nó sạch sẽ để nhìn cho nó bắt mắt, cho nó thông thoáng. Đấy là những cái lưu ý trước khi em nói các bác là cần thủ tục giấy tờ gì các bác nhé. Đấy là những vấn đề về lưu ý. À, lưu ý tiếp theo, đối với các bác mà xe kinh doanh thì các bác nhớ phải kiểm tra xem là định vị GPS của mình còn hay không, phải kiểm tra xem là còn hoạt động hay không nhé. Chứ nếu mà các bác đi đăng kiểm là xe kinh doanh mà định vị GPS bị mất thì coi như các bác mất thời gian, coi như là đi đăng kiểm lại mất 340.000 rồi, xong họ lại thông báo cho bác là xe này chưa có định vị, đi về lắp định vị, thế vậy là mất ngày, mất việc, mất buổi. Ngày hôm đấy lắp định vị xong có lại đăng kiểm thì ok, nhưng đến ngày hôm sau thì lại vẫn mất 340.000, giống như kiểu là mình chưa đi phạt nguội các bác. Đấy, thế còn vấn đề bắt đầu vào vấn đề chính này, vấn đề chính là cần thủ tục là gì. Xe gia đình và xe kinh doanh cũng gần như là giống nhau, cũng đều phải là đăng ký đăng kiểm. Đấy, đăng ký đăng kiểm bảo hiểm. Còn bằng lái xe thì không liên quan, nếu quên để ở nhà cũng không sao, nhưng quan trọng ra đường mà quan giao thông không may hỏi mà không có thì là chết dở. Đấy, cái đăng kiểm thì không liên quan đến bằng lái xe. Thì cái việc mà còn đối với cái xe kinh doanh ấy, khi đăng kiểm ấy thì các bác nhớ là cái bảo hiểm phải là bảo hiểm kinh doanh. Đấy, còn đối với xe gia đình ấy, mà nếu chúng ta là vay ngân hàng hoặc xe kinh doanh mà chúng ta vay tiền ngân hàng ấy thì các bác nhớ là cái tờ giấy mà ngân hàng đưa cho các bác ấy, như kiểu là chứng thực xe đang nằm ở ngân hàng ấy, về còn hạn sử dụng các bác nhé. Nếu mà không còn hạn sử dụng thì cũng là vô nghĩa, mà không còn hạn sử dụng thì ra ngoài đường công an mà lỡ hỏi chúng ta mà chúng ta sẽ bị phạt rất là nặng các bác nhé. Và vấn đề trước khi vào vấn đề chính tiếp, em nói tiếp là nếu các bác đi đăng kiểm trong cái thời gian mà dịch bệnh như thế này ấy, mà các bác chưa có thời gian đi đăng kiểm, mà nếu mà đăng kiểm mà quá hạn rồi ấy, quá hạn, thì đối với nhà nước bình thường nhé, cho dù là dịch hay không dịch, đi đăng kiểm thì không làm sao hết, chả làm sao. Chỉ mỗi tội là nếu mà chúng ta quá hạn đăng kiểm ra ngoài đường mà công an mà bắt được thì chúng ta bị phạt giam xe đấy, mất tiền và giam xe là cái chắc, không có thì sẽ lằng nhằng phức tạp đấy. Và đến đây đấy là những cái em nói qua trước để các bác biết. Có nhiều bác hay hỏi rằng là xe tôi hết hạn đăng kiểm rồi, đi đăng kiểm có làm sao không, thì không làm sao đấy. Nhưng mà vấn đề là với công an là sẽ bị phạt. Còn vấn đề mà đăng kiểm đối với gia đình thì đăng ký đăng kiểm bảo hiểm đấy, thì chúng ta cần đến trạm đăng kiểm gần nhất thôi. Thì nữa em sẽ nói là lưu ý đến trạm đăng kiểm nào thì cho nó thoải mái thì em sẽ nói sau. Đấy, đối với xe gia đình là đăng ký đăng kiểm bảo hiểm và phí đăng kiểm là 340.000.
còn phí bảo trì đường bộ là một tháng là 130.000 một tháng. Còn đối với xe kinh doanh, đấy, đối với xe kinh doanh thì là đăng kiểm cũng phí mất 340.000. Rồi còn đối với xe mà chạy Grab hay là B, xe công nghệ ấy, thì cái phí bảo trì đường bộ là 130.000 giống xe gia đình. Nhưng mà riêng với taxi thì lại là 180.000. Tại sao thì em cũng không biết, cái này do nhà nước. Có lẽ là ưu ái hơn về Grab, ưu ái hơn về xe công nghệ. Đấy, đấy là số tiền mà chúng ta cần phải nộp các bác nhé. Còn vấn đề tiếp mà đăng kiểm ở đâu cho nó ok hơn ấy, thì như này, em thì ở Hà Nội, các bác tỉnh nào thì chúng mình đăng kiểm ở tỉnh đấy. Hoặc nói chung như này này, các bác ở các tỉnh, nếu các bác có dịp qua Hà Nội đăng kiểm ở Hà Nội cũng được nhá, không sao hết. Đăng kiểm bất kỳ ở nơi nào trên lãnh thổ của Việt Nam đều ok, chứ không phải là mình ở tỉnh nào mình về tỉnh ấy đăng kiểm là không phải. Đấy, nhưng em ở Hà Nội thì em thấy mà đăng kiểm ở những nơi ok nhất là em hay đăng kiểm là ở khu vực Đền Lừ và khu vực đường Lĩnh Nam. Lĩnh Nam hình như nó gần đường D, địa chỉ nó là gần như 749 Lĩnh Nam. Còn Đền Lừ thì gần chợ đầu mối phía Nam. Các bác chỉ cần gõ Google là trạm đăng kiểm Đền Lừ, trạm đăng kiểm đường Lĩnh Nam là ra ngay. Đấy, nếu các bác ở Hà Nội thì đăng kiểm nơi này là ok nhất. Mọi người, các anh nhân viên kỹ thuật có vẻ cởi mở hơn, nở nụ cười nhiều hơn. Còn các bác ở tỉnh lẻ thì bác về tỉnh mình, hoặc nếu tiện qua Hà Nội thì qua hai nơi em vừa nói, đăng kiểm cũng rất là ok, rất là tiện. Đấy, còn vấn đề về lưu ý em vừa nói đấy, trước khi đăng kiểm thì các bác nên rửa xe một chút cho nó sạch sẽ, sau đó là chú ý cho mình cái vấn đề là bóng đèn có cháy hay không, đèn xi nhan còn hay không, và đèn phanh có bị bó hay bị e dầu hay không. Hoặc là vấn đề tiếp đó là vấn đề cái nội thất ngoại thất, đấy, cho nó sạch sẽ thơm tho. Đấy là cái mà em vừa nói với các bác vấn đề đăng kiểm. Còn vấn đề tiếp là đăng kiểm từ xe gia đình sang xe kinh doanh, và từ xe kinh doanh sang xe gia đình thì như thế nào các nhé. Cái này rất là đơn giản, các bác chỉ cần đến chỗ đăng kiểm. Đấy, đầu tiên đến đấy thì xếp hàng theo thứ tự, bác nhìn xe trước họ xếp hàng thế nào thì bác làm theo như thế. Hoặc vào đấy phát là có người họ sẽ chỉ dẫn anh ơi, xếp hàng ở đây, xếp hàng ở đây, họ đưa cho mình tờ giấy, mình kê khai những cái gì thông tin kê khai về đấy, sau đó vào văn phòng nộp. Đấy, xong khi nộp xong rồi ấy, khi vào văn phòng nộp giấy tờ, bác là xe kinh doanh muốn chuyển sang xe gia đình, bác phải nói anh ơi chị ơi em ơi, anh muốn chuyển sang xe kinh doanh, đăng kiểm cho em xe kinh doanh nhé. Nhưng mà trước khi đăng kiểm xe kinh doanh từ xe gia đình sang xe kinh doanh thì điều đầu tiên là xe của các bác là phải có định vị GPS, lắp định vị GPS xe kinh doanh. Như em ở Hà Nội thì lắp là 1 triệu một năm cả cái máy lắp luôn. Đấy, 1 triệu một năm. Sau sau gia hạn mất 1 triệu. Và cái phần bảo hiểm của các bác thì các bác cũng phải là mua bảo hiểm kinh doanh trước. Nếu không mua trước là họ không đăng kiểm cho đâu. Hoặc nếu không mua thì thích các bác đến đăng kiểm mua cũng được, mua đăng kiểm nó đắt, là 831.000 đối với xe công nghệ. Còn nếu xe taxi thì rơi vào khoảng 1.350.000 thì phải. Đấy, taxi đắt tiền hơn một chút, mặc dù cũng là kinh doanh. Nhưng còn vấn đề tại sao em không hiểu. Như vậy bảo hiểm thì bác có thể mua ở chỗ đăng kiểm hoặc mua bên ngoài. Nhưng theo em ấy, khi bác xem video này rồi, bác mua bên ngoài trước thì nó rẻ. Thực tế là giấy tờ là 831.000 là xe kinh doanh, thế nhưng mà thực tế là em mua nó chỉ có 600.000 và miễn ship luôn. Đấy, thì các bác muốn biết là mua đâu rẻ, ship đâu thì bác nào cần thì cái bình luận phía dưới em biết thì em sẽ nói tiếp là mua ở đâu, nói như nào. Còn nói như này thì nó lằng nhằng, nếu cứ hỏi em thì em ghi số điện thoại phía dưới, bác đã alo với họ thì họ sẽ bán cho bác. Mà yên tâm, em dùng mấy năm nay rồi, ok, không sợ là nhà họ in ra đâu mà lo. Đấy, như vậy là xe gia đình, xe kinh doanh nhé. Bác nhớ là vào đấy là em ơi, đăng kiểm anh xe kinh doanh cần chuẩn bị bảo hiểm phải là kinh doanh rồi, chứ không phải bảo hiểm gia đình đâu nhé. Bảo hiểm gia đình rất rẻ, nó có 300 mấy thôi. Bảo hiểm kinh doanh trước, bảo hiểm kinh doanh trước này, và phải có định vị GPS trước. Đấy, giấy tờ và nợ ngân hàng thì nhớ là phải gia hạn đi, đừng để hết hạn là không làm được. Đấy, còn mà từ xe kinh doanh mà sang xe gia đình thì như thế nào, thì lúc này cũng rất đơn giản. Ví dụ xe kinh doanh, xe gia đình, lúc này của bác đã đang có định vị GPS này, đang có bảo hiểm là xe kinh doanh này, thì chúng ta chuyển sang xe gia đình không liên quan gì hết, cứ đến mà nói anh ơi em ơi chị ơi, anh muốn đăng kiểm sang xe gia đình. Đấy, như này thì bảo hiểm các bác và định vị các bác đang vẫn còn, bảo hiểm đang là kinh doanh, không ảnh hưởng vấn đề gì hết nhé. Còn mỗi là từ gia đình sang kinh doanh là bác phải định vị trước, bảo hiểm phải mua là kinh doanh trước. Đấy, khi lúc này mà đăng kiểm sang kinh doanh xong rồi thì cái tờ giấy đăng ký của các bác có cái ô dấu tích ở trên đấy, chữ V là xe kinh doanh, chữ V có nghĩa là xe kinh doanh đấy, xe dịch vụ đấy. Còn nếu mà xe gia đình thì cái chữ là xe kinh doanh, nó không có chữ V để chống, có nghĩa là xe gia đình. Đấy, đấy là những cái mà em vừa nói với các bác là như thế. Còn vấn đề tiếp, vấn đề là lưu ý là đăng kiểm thế nào cho nó ok các bác nhé. Về vấn đề chuẩn bị là rửa xe hoặc là thông số kỹ thuật của xe em vừa nói rồi, không nói lại nữa. Còn đăng kiểm ok nhất thì ở Hà Nội em vừa nói rồi, có hai nơi em hay thường xuyên đăng kiểm, Đền Lừ và Lĩnh Nam. Đây là hai nơi là
các anh các chị cởi mở nhất, yêu thương lái xe nhiều nhất. Đấy, em cảm giác là như thế. Những nơi em đã từng đến rồi nhá, thì các anh các chị đều không làm khó, xem mình tốt rồi, xem mình chuẩn chỉ về kỹ thuật rồi thì nở nụ cười và ok thôi, không sao cả. Còn vấn đề tiếp thì ở đâu cũng thế. Em đi thăm các bác, là các bác đến nhà ai chơi đấy, các bác có đồng quà tấm bánh, các bác có quả kẹo, có cái kẹo, cái ổi, quả nhãn thì gia chủ cũng vui hơn. Bình thường là họ sẽ mời bác uống nước trắng, nhưng mà vì bác mang quả ổi, quả táo đến, họ mời bác uống nước chè ngay đấy. Thế khi đi đăng kiểm thì mình cũng vậy, mình các anh các chị cũng là phấn khởi vui vẻ với mình. Và trong công việc thì anh chị cũng học hành ra thì nó vất vả, và công việc thì nó cũng khó đấy. Thì ví dụ như ở quê em thì có nhiều ổi, nhiều na, nhiều nhãn, thì trước khi đăng kiểm thì em cứ mang theo một quả ổi, em để ở cái cần số ấy, thì coi như là em bảo là anh ơi em mời anh quả ổi ăn cho nó mát ruột đấy, mùa hè nóng nực thế này ăn quả ổi nó cũng mát đấy, và nhiều vitamin C đấy, nó trẻ khỏe ra. Anh ơi em gửi anh quả ổi anh uống nước cho nó phấn khởi đấy. Thế là anh đấy, mời anh quả ổi cho nó mát, rồi anh chăm sự nhà anh đăng kiểm giúp em với, nở nụ cười ngay, ok chú cứ để anh lo. Nếu mà xe bác nào mà nó cũ quá, xe bác nào mà cũ quá thì ví dụ mà anh mua một quả ổi anh ăn chưa đủ, em vẫn bảo anh đói lắm thì hạn thành như nào đấy, rồi anh hoặc là anh bảo thì hình xe của chú cũng tạm được, nhưng mà về phải lưu ý như thế này cái kia chẳng hạn đấy. Mình thấy các anh các chị nói như thế thì mình để vào hai quả ổi đi, ăn một quả ổi sáng anh chưa ăn cơm thì ăn một quả ổi nó đói, để vào hai quả ổi đấy là ok ngay đấy. Khi mình để quả ổi rồi ấy, thì không may mà anh ấy phấn khởi vui vẻ rồi thì người ta cảm tình với mình rồi ấy, thì lúc đấy không lỡ đâu mà các bác quên không chuẩn bị vì xe phá về kỹ thuật trước ấy, lỡ đâu ví dụ như đơn giản như bóng đèn nó cháy chẳng hạn, hoặc đèn phanh bị thiếu bị cháy, thì anh sẽ nhắc nhở mình em ơi xe em về kỹ thuật là ok rồi đấy, nhưng mà cái vấn đề còn đèn phanh đèn đóm của em nó chưa được ổn lắm đâu, gạt mưa của em nó chưa vẫn mòn, kính em nó bị nhòa, gạt mưa bị nhòa, phanh của em không ăn lắm chẳng hạn, thì lần này là anh giúp đỡ em chiếu cố nhé, nhưng mà ngay bây giờ thì là em phải khắc phục lại luôn cho anh, để anh cho xe ra khỏi đăng kiểm nhé. Đấy, mình biếu anh một hai quả ổi thôi thì các anh ấy mát mẻ phấn khởi, các anh sẽ giúp đỡ nhắc nhở cho mình những cái gì mà cần phải làm cho xe mình tốt hơn. Nhưng điều đặc biệt trước khi đi đăng kiểm thì các bác phải chuẩn bị cho xe cộ của mình kỹ thuật nó phải tốt, phải ok, thì điều quan trọng nhất vẫn là mình là người ngồi trên xe nhiều nhất, ngồi trên thời gian nhiều nhất, thì mình phải để chiếc xe mình phải tốt nhất để an toàn cho chính mình trước các anh nhé. Đấy, còn về lưu ý về đi đăng kiểm như thế thì đấy, tình hình này em vừa nói các bác là như thế đấy. Thì trong video này ấy, thì có thể em sẽ nói thiếu thì có vài phút đồng hồ thôi, mà nói như thế này thì em có thể em nói thiếu nên quên, thì mong các bác thông cảm. Hoặc có thể em chưa biết chỗ nào, em thiếu sót chỗ nào, các bác mà biết thì các bác bình luận phía dưới để cho em được học tập các bác nhé. Thì vì kiến thức nó là vô vàn mà không phải lúc nào là đúng hết, thì các bác biết thì em sẽ học tập theo các bác. Và bác nào mà chưa biết thì các bác có thể làm theo em, thì chắc chắn là em nghĩ rằng là ok 100%, tại vì những gì em vừa nói các bác là em đã làm như em rồi, em làm cho em rồi thì đều ok cả. Đấy, thì nếu video của em mà hay thì em xin các bác một đợt like và một đợt đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, có gì bác bình luận phía dưới để chúng ta chia sẻ tham khảo với nhau. Em xin phép được chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Em chúc các bác mạnh khỏe và bình an các bác nhé.